Trevor Watts, người đã ghi bàn thắng ở trận đấu lượt đi, là một trong ba cái tên mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chỉ ra rằng là những nhân vật mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Viettel sẽ phải chú ý nhất. Nhưng các trận đấu trên sân khách ở mùa giải năm nay chỉ mang lại cho Hoàng Anh Gia Lai sau 13 vòng đấu vỏn vẹn là 4 điểm. Đây là người sẽ chỉ đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong những trận đấu thực tế, đó là ông Nguyễn Văn Đàn. Giật nguy hiểm và bóng đã được đưa vào lưới của thủ môn Trần Bửu Ngọc, bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Viettel. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ chủ nhà. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào vào thời điểm này cũng sẽ phải trả giá. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng vào của Khắc Ngọc và hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã mắc sai lầm. Họ bộc lộ rõ sự mất tập trung. Bóng không chạm vào một ai cả trước khi đi vào khung thành của Bửu Ngọc. Pha phối hợp giữa Khắc Ngọc và Vũ Minh Tuấn. Một lần nữa thì Hồ Khắc Ngọc chứng tỏ cho tất cả thấy rằng anh là một trong những tiền vệ đáng xem nhất của V-League 2020. Thì sân Khánh Hòa bị Việt Nam cho tới trước ngày hôm qua còn bị đặt câu hỏi là liệu họ có tiếp tục tham gia giải đấu ngày hôm nay hay không. Sẽ có một quả đá phạt dành cho anh Gia Lai và đó là cơ hội dành cho Xuân Trường. Thẻ vàng dành cho Hồ Khắc Ngọc. Đây là pha phạm lỗi của Hồ Khắc Ngọc đối với Văn Toàn. Có lẽ người thực hiện quả phạt sẽ là Lương Xuân Trường. Bóng đã chạm vào hàng rào. Và sẽ có phạt góc dành cho Hoàng Gia Lai. Rất nguy hiểm, không vào. Một cơ hội 10-10 để cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng sau bàn tỷ số, nhưng Nguyên Mạnh đã phản xạ xuất thần và từ chối bàn thắng vừa rồi của đội khách. Pha bằng cắt và dứt điểm khá tốt của Triệu Việt Hưng. Chúng ta sẽ cùng xem lại phóng vừa rồi. Phản xạ của Nguyên Mạnh là rất tốt. Trong khi đó thì đối với các cầu thủ Hoàng Gia Lai, họ sẽ trở về sân nhà và đối thủ của họ sẽ là Hà Nội, một đối thủ đầy duyên nợ. Venasio rất nhanh. Trọng tài đã thổi phạt với Damir Memovic và một chiếc thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho Damir Memovic. Một bóng mà Venasio nếu vượt qua Damir Memovic sẽ có khoảng trống rất lớn bên phía hành lang cánh trái. Không có một chút khoan nhượng nào trong những tình huống tranh chấp giữa cầu thủ hai bên. Quả đá phạt của Hồ Khắc Ngọc, bóng đi thẳng với khung thành Bửu Ngọc, rất nguy hiểm, vẫn còn Bruno là người đã nâng tỷ số lên 2-0 và đó là sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc. Thủ môn của đội khách đã không thể làm chủ được tình hình và Bruno với màn ăn mừng vừa rồi cũng có thể hiểu rằng là gia đình của anh đang có thêm một tin vui. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng thứ hai của câu lạc bộ Viettel. Một tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Bửu Ngọc và Bruno đã không bỏ lỡ cơ hội này ở cự ly gần. Tỷ số là 2-0. Các trận đấu trong khuôn khổ ngày thi đấu hôm nay đều đang có được yếu tố thuận lợi dành cho các đội chủ nhà, đó là Sài Gòn và Viettel. Hãy cùng xem lại một lần nữa cận cảnh bàn thắng của Bruno. Và Viettel đang dẫn trước 2-0. Rất nguy hiểm và một lần nữa Nguyên Mạnh thể hiện được tài năng của mình. Cú treo bóng thẳng về khung thành đối phương được thể hiện bởi Lương Xuân Trường. Bóng đi xoáy, uốn và rất khó chịu. Nhưng đây là một ngày mà thủ môn của đội chủ nhà Viettel đang chơi cực kỳ tập trung. Hoàng Gia Lai đang cố gắng để tạo ra sức ép. Văn Toàn. Lỗi của Trọng Hoàng. Một quả đá phạt còn gần hơn với cơ hội mà Lương Xuân Trường đã bỏ lỡ trước đó. Cầu thủ Viettel đang phản ứng quyết liệt.
hai tiếng va chạm liên tiếp của Văn Toàn với Quế Ngọc Hải. Và bây giờ thì Lương Xuân Trường sẽ có cơ hội thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống phối hợp đá phạt nhanh, tỷ số được rút ngắn dành cho anh Gia Lai. Người ghi bàn là Văn Thanh, thủ được coi là con cưng của ông. Hãy cùng xem lại tình huống này hết sức chuẩn xác. Hàng phòng ngự của Viettel có thể nói là đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Xuân Trường và Văn Thành thể hiện được sự ăn ý. Một tình huống phối hợp đá phạt nhanh khi mà dường như là người ta đang chờ đợi là hàng rào của câu lạc bộ Viettel sẽ có thể ổn định và chờ đợi một tình huống mà Xuân Trường thể hiện được khả năng sút phạt của mình. Nhưng không, Xuân Trường và Văn Thành đã tạo nên bàn thắng vừa rồi và giúp cho hy vọng của Hoàng Anh Gia Lai được sống lại. Khoảng cách bây giờ chỉ là một bàn. Dứt điểm, có bao. Một chút nữa thôi là Viettel đã có thể vươn lên dẫn trước 3-1. Trận đấu đang trở nên nóng hơn. Và xử lý quá hay của Vũ Minh Tuấn, qua người một cách nhẹ nhàng và kỹ thuật. Một tình huống sâu kim đối với Damir Memovic, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại không đủ khó để hạ gục được thủ môn Bửu Ngọc. Nhảy lên, không có gì là nguy hiểm. Và tiếng còi của trọng tài Nguyễn Đình Thái cũng đã cất lên. Hiệp một của trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía câu lạc bộ Viettel. Venasio 3-1 cho các cầu thủ Viettel. Và đó là bàn thua thứ 19 của anh Gia Lai ở mùa giải này. Viettel đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới của anh Gia Lai bằng với số bàn thắng mà họ đã có được. Lại là một pha bóng khá đơn giản. Pha ra chân cực nhanh của Venasio. Tiếng thoát xuống len lỏi giữa hai trung vệ Damir Memovic và Trọng Sáng. Đó là sự tỏa sáng của các cá nhân đã được Viettel chờ đợi cho sự trở lại của giai đoạn 2. Việc không mạo hiểm sử dụng những cầu thủ này trong trận chung kết quốc gia bây giờ đang phát huy tác dụng. Đường chuyền quá mạnh, nhưng vẫn là Bruno, không vào. Bruno đã có tiếng va chạm. Penalty, penalty cho Viettel. Chỉ trong vòng có 2 phút thôi, Viettel đã có một bàn thắng và bây giờ có cơ hội để vươn lên dẫn 4-1. Trọng Sáng là người đã không theo kèm được với Bruno. Nhịp dứt điểm đầu tiên không đánh bại được thủ môn Bửu Ngọc, nhưng anh vẫn có thể mang về cho các cầu thủ Viettel một quả đá phạt 11m. Chính xác, penalty cho Viettel. Bruno và thủ môn Bửu Ngọc. Bruno rất đơn giản và tỷ số là 4-1 cho câu lạc bộ Viettel. Đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có một màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống mà Bruno đã đánh lừa được thủ môn Bửu Ngọc. Và những pha xử lý cá nhân tốt của mình. Người rất hay. Cơ hội của Bảo Toàn. Bảo Toàn sút bóng. Đây là một ngày thi đấu mà Nguyên Mạnh đang có phong độ tuyệt vời. Quay lại không lên. Anh ngăn chặn được cú đánh đầu của Triệu Việt Hưng. Quả đá phạt của Lương Xuân Trường và vừa rồi đã có một tình huống phán đoán có thể nói là tốt trước pha xử lý của Bảo Toàn. Tranh chấp và bóng trôi tới vị trí của Damir Memovic. Memovic là sự bổ sung cho anh Gia Lai ở mùa giải này. Đánh đầu. Một pha đánh đầu trong tư thế khó của Văn Toàn.
Văn Toàn trong ngày phỏng vấn trước trận đã nói rằng anh e ngại khả năng của Quế Ngọc Hải. Nhưng thực chất là ở trong trận đấu ngày hôm nay, hệ thống phòng ngự của Viettel đã đảm bảo được tính kết nối tốt và đã giải tỏa được khá nhiều, cộng với khả năng xuất sắc của thủ môn Nguyễn Mạnh trong những tình huống cố định. Hoàng Đức. Ngọc Sơn. Cơ hội, chân trái, không vào. Cú sút vừa rồi được thực hiện bởi Việt Phong. Hàng loạt những tình huống tranh chấp đã mở ra cơ hội dành cho số 11 của Viettel, người mới được tung vào sân từ băng ghế. Và như vậy là trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel gặp Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên giai đoạn 2 của LS Blink 1 2020 ở nhóm A. Viettel vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-1 đầy thuyết phục.